ơi, thấy ghê quá. Ông ghép thành quái vật luôn rồi. Con này đã là quái vật, ông ghép thành siêu quái vật luôn. Rồi bự ghê, ấy trời con bỏ tạ rồi, ôi chém nó trúng rồi, thấy ghê không? Hứng, trời bỏ tạ nó kìa ghê quá luôn quá. Trời ơi, tôi muốn hoa mắt luôn rồi, rồi nó rớt nhiều quá mà di chuyển nữa trời ơi. Mà vừa mỏi cổ mà vừa hoa mắt nó mới ghê. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Ronix. Ủa, hai bà công chúa giao mũ xanh đâu rồi, sao là mấy hôm nay nữa vậy? Trời ơi, mấy người đó không chịu đi nữa, chơi mệt quá rồi, nên hôm nay mấy ông này đi chơi chung với tôi. Mấy ông này nhìn khỏe quá trời mà, vậy mới xứng đáng là đối thủ của ông chứ. Rồi, trò tiếp theo trò gì đây? Trời ơi, trò gấp hình đó, tôi ghét cái trò này lắm, nó khó chơi lắm. Cái này phải khéo léo dữ lắm luôn. Ủa chàng sao? Đó, ông thấy cái máy nó đem xuống không? Mỗi lần nó sẽ đem một mảnh, rồi ông phải thả cái mảnh nó vô cái hình, sao cho ra cái hình giống cái hình mẫu mà đẹp nhất á. Ủa, hình mẫu đâu? Thì chút nữa vô trò chơi nó sẽ hiện cái hình mẫu cho ông. Bây giờ mình ghép thử nè. Trời ơi, sao con mắt lé xẹ vậy? Ông ghép người hay ghép gì hay ghê vậy? Để nói tôi không có chơi giỏi cái trò này. Cái miệng nó kìa, cái miệng để đâu giờ? Trời ơi, phải canh thả xuống khó lắm chứ bộ đâu có dễ đâu. Ồ, thả xuống à, trời ơi, cái miệng lé xẹ luôn, thấy ghê quá. Thôi mình chơi thiệt luôn đi. Trời ơi, trò này tôi không có tự tin thắng lắm. Đó, hình mẫu đó chưa? Hình mẫu nè, đó, thả hình mẫu xuống đó. Cái hình mẫu đó bây giờ ông phải thả sao cho giống hình mẫu. Đầu tiên là con mắt. Con mắt thả đâu đây ta? Từ từ, trời ơi, máu tím từ từ để tôi thả nè. Rồi, thả đâu ta? Trời ơi, nhìn không biết nó rớt chỗ nào luôn á. Làm sao mà thả? Trời ơi, con mắt gì mà nằm tuốt ở trên đầu với tóc, thì ghê vậy? Con quái vật hả? Không có giống hình mẫu. Trời ơi, tôi nói cái hình này khó lắm, không có dễ chơi đâu. Kìa, con mắt bên phải. Ủa sao thả ngay giữa? Xích qua. Trời ơi, thấy ghê quá. Ông ghép thành quái vật luôn rồi. Con này đã là quái vật, ông ghép thành siêu quái vật luôn. Trời ơi, cái miệng kìa, cái miệng thả đâu đây? Xích lên đi. Ủa, xích qua rồi, xích lên. Trời ơi, kìa, cái miệng con mắt lé xẹ luôn. Nhìn thấy mà gớm luôn. Hai bên ghép hình thấy ghê quá đi. Trời ơi, không biết con gì luôn á. Rồi, vậy mà bên kia cũng thắng được hay thiệt chứ. Cái này là hên xui rồi. Không dám hên xui đâu. Tôi nghĩ là căn cứ vô con mắt thẩm mỹ với khéo léo đó. Nhưng mà trò này khó chơi thiệt chứ. Tại mảnh ghép mình không đo lường được là nó sẽ rớt xuống chỗ nào. Bởi vậy mới khó đó. Thôi chuyển sang trò tiếp theo đi. Đi, tôi thích trò này nè. Trò này dễ chơi nè. Trò gì vậy? Trò đổi số đó. Nè, ông coi nè. Hai bên sẽ đổi số đó. 4 x 6 = 24, mình đợi được 24. 1, 2 x 1 = 2. Ha, bên kia có 2 nè. Trời, bắt đầu đại bác bắn cái nhà, thấy không? Cái nhà giấy đó. Ai mà được nhiều số hơn sẽ bắn được nhiều mảnh và có khả năng chiến thắng nhiều hơn đó. Nè, đổi lần 2 nè. 2, trời ơi, nghe đổi số sao nhỏ xíu vậy? Thôi chơi thiệt luôn đi. Tôi thắng, đừng có mơ. Trời, đội nào cũng muốn chiến thắng hết trơn á. Giờ phải canh đổi số nè. Nhìn nè, đổi nè. Trời ơi, đổi được số 3. Ý tôi đổi số 4, 12. 4 x 3 = 12. 4 x 2 = 8, mình nghĩ có 8 mà mình hơn tới 4 điểm lận. Rồi bắn kìa, bắn. Bên kia bắn được có 8 mảnh nè, mình bắn được tới 12 mảnh nè. Rồi đổi lần thứ 2 nè, 4. Trời ơi, tôi đổi được tối đa 6 lần 6 x 4 = 24 luôn. Cái bên kia có 4 x 3 = 12, mình được gấp đôi luôn mới ghê đó. Kiểu này mình ráng như vậy là mình chiến thắng cho coi. Bắn đi, bên kia đất là 12 mảnh nè. Mà nhà cũng te tua kìa. Cố lên, một lần 24 nữa là mình sẽ chiến thắng đó. 3, trời ơi, được có 3. Trời, tôi được tối đa là 6 x 3 = 18 rồi. Bên kia có 8 nè, rồi. Vậy là đội mình chiến thắng chắc luôn rồi. Bắn. Bên kia có 8 mảnh nè. Trời ơi, còn tới 22 mảnh lận. Yeah, đội mình đã chiến thắng rồi. Ủa, ông ăn gian phải không? Sao tôi thấy ông đổi còn số 6 không vậy? Không dám đâu, nhờ tôi canh đó. Vỗ tay ăn ngừng nào. Yeah, vui quá. Mình chiến thắng rồi, đội mình ăn ý ghê luôn á. Rồi, được cộng điểm kìa. Chuyển sang trò tiếp theo đi. Tôi thấy ông hình nhân gian á. Tôi đâu có ông gian, không dám đâu. Ông phủ nhận tài năng của tôi hả? Trò tiếp theo là gì vậy? Là trò lấy nguyên liệu để nấu ăn đó. Đó, mỗi bên sẽ đòi nguyên liệu. Tôi bên trái, đội bên kia bên phải. Nguyên liệu đầu tiên là đòi 2 miếng bắp cải, 2 miếng thịt. Rồi lấy kìa, bắp cải, lấy thịt. Đội nào lấy được nguyên liệu nhanh hơn, chế được nhiều món ăn hơn thì đội đó sẽ chiến thắng đó. Vậy cũng dễ ha. Thôi mình chơi thiệt luôn đi. Khoan, để tôi bưng đã hết chưa. Mấy ông chơi mấy ông chặn đường kìa. Mấy này ghê lắm, chơi tiểu xảo ghê lắm. Rồi, cà chua kìa. Rồi 2 miếng thịt nữa, lấy miếng thịt lẻ. Ôi, cà chua đó kìa. Rồi, xong rồi. Thôi chơi thiệt luôn đi. Rồi, bắt đầu chơi thiệt nè. Chuẩn bị chạy tăng tốc, lấy đồ ăn nhanh thiệt nhanh nha. Cẩn thận tiểu xảo của mấy ông kia. Mấy ông chơi chặn đường lại làm cho mình phải chậm lại đó. Trời, cẩn thận mấy người nắm nó cũng chặn đường nữa đó. Rồi, 2 trái cà chua, lấy 2 trái cà chua. Rồi, bỏ vô, 1 miếng thịt nữa, lấy miếng thịt đây nè.
rồi lấy miếng thịt bỏ vô, không biết món gì mà cần hai cà chua với miếng thịt nữa, không để cà chua dòng thịt ra. Rồi bây giờ cần hai trái cà chua, một miếng bắp cải. Trời ơi, mỗi lần lấy được có một trái, một miếng thôi, không được lấy nhiều. Rồi tôi thiếu một miếng bắp cải nữa, lấy trời ơi mấy người nắm này chán đường quá à. Ừ rồi trời ơi chán đường, tôi phải tránh ra con muốn đạp ghê luôn á. Rồi mình được món thứ hai rồi đó. Bây giờ hai trái cà chua, một miếng thịt. Ông áo tím nó lẹ lên, đứng rất là chay dễ, lẹ lên hai trái cà chua, một miếng thịt kìa, một miếng thịt. Rồi ổng đem trái cà chua đó rồi xong rồi. Món tiếp theo cần gì nữa đây? Trời ơi, một miếng bắp cải, một trái cà chua, một miếng thịt. Rồi thêm miếng bắp cải nữa thôi nè. Rồi lấy lên. Rồi còn 10 giây nữa nè, lấy lên. Rồi tiếp theo hai miếng bắp cải, một trái cà chua, hai miếng bắp cải. Rồi hai miếng bắp cải, một trái cà chua nữa. Kịp không? Trời ơi, áo tím không chơi chặn đường. Trời ơi, tự nhiên chặn đường. Thôi tôi bỏ kìa, là chiến thắng rồi. Hòa rồi thấy không? Tại áo tím tự nhiên chặn đường à. Tức ghê luôn á. Thôi đừng có tức nữa, chuyển sang trò tiếp theo đi. Còn nhiều trò chơi thì mình còn khả năng chiến thắng, ơn cục tức đó dễ thua lắm. Ừ, ông nói cũng đúng. Rồi, trò tiếp theo là trò gì đây? Là trò hứng trái cây đó. Đó, trái cây nó rớt xuống, ông hứng. Bên nào hứng được nhiều hơn thì bên đó sẽ chiến thắng. Ý trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, quả tạ đó, nó rớt xuống, nó sẽ làm cho ông nhức đầu, choáng váng và lượm được ít trái cây hơn đó. Ủa, không bị trừ trái cây hả? Không, chỉ bị choáng váng rồi, choáng váng là đủ rồi. Nó rớt đau, nó trúng đầu là choáng váng, đầu óc cũng xỉu luôn đó. Rồi, chuẩn bị, bắt đầu hứng trái cây. Trời ơi, cái cây gì mà có nhiều trái mà nhiều loại khác nhau hay vậy? Chắc cây ghét quá mà bự ghê. Ê, trời ơi, bỏ tạ rồi, ôi, chém nó trúng rồi, thấy ghê không? Hứng, trời ơi, bỏ tạ nó kìa, ghê quá, vui quá. Trời ơi, tôi muốn hoa mắt luôn rồi. Trời, nó rớt nhiều quá mà di chuyển nữa. Trời ơi, mà vừa mỏi cổ mà vừa hoa mắt nó mới ghê. Trời, giờ hồi muốn hoa mắt luôn á, không thấy trái cây luôn nè. Đơ, trời, bỏ tạ. Hứng, lẹ lên, hứng. Trời ơi, trời ơi, hoa mắt hết rồi, nhiều quá. Ôi ơi, mệt quá, ôi mỏi cổ cực kỳ luôn á. Thôi mà kết thúc rồi. Kết quả như thế nào? Bên tôi được 99 trái, bên kia được có 8 mấy à. Yeah, thắng rồi. Trời, ông rủ ông thục cổ kìa. Trời ơi, ông mập kìa. Ông thua, ông hả cái miệng mà có râu nó nhìn thấy gớm quá. Ừ. Yeah, đội chúng ta chiến thắng rồi. Sĩ khí tăng cao, thừa thắng xông lên. Chơi trò tiếp theo nào, cố gắng thắng trò tiếp theo luôn. Rồi. Trò tiếp theo trò gì vậy? Rồi, trời ơi, cái trò này cũng khó lắm nè. Trò gì vậy? Trò lấy hạt dẻ trong thùng đó. Ông phải lắc cái thùng đó để xem cái thùng nào có nhiều hạt dẻ nhất. Rồi bỏ bên cái bục gỗ bên đội mình. Bục gỗ của đội mình đó là màu đỏ bên tay trái, còn của đối thủ là màu xanh tay phải, thấy chưa? Ông phải lắc. Ông phải biết cái nào nhẹ, cái nào nặng. Ôi, bỏ vô nữa hả? Ừ, cái này mệt một cái á. Cái thùng một trái với ba trái ông còn phân biệt được, chứ cái thùng ba trái với bốn trái ông không phân biệt được. Thôi chơi thiệt luôn đi. Ồ, trò này cũng khó lắm. Ủa gì vậy? Quái vật nắm đó. Rồi kìa, nó bắt đầu rinh mấy cái thùng xuống. Những cái thùng chứa hạt dẻ bên trong với số lượng khác nhau đó. Rồi bắt đầu rinh nè. Lắc. Nào chúng ta cùng lắc. Rồi, lắc cái nào mà nghe có nhiều tiếng sụt á là có nhiều đó, với lại nặng nữa. Rồi rinh. Trời ơi, sao tôi rinh cái nào tôi thấy nó cũng giống nhau hết trơn vậy, nó cũng nhiều hết trơn nè. Lắc. Ôi, bên mình được 5 cái rồi kìa. Rồi xong rồi, bây giờ mình lắc thêm cái khác. Ủa, của ông đầy rồi mà, có quyền đổi mà. Mình lắc cái nào nhiều hơn thì mình sẽ đổi. Rồi lắc. Trời ơi, ôi, không biết cái nào nhiều hơn luôn á. Lắc. Trời ơi, tôi thấy cũng giống nhau hết trơn vậy. Ừ, khó ghê. Ý trời ơi, sao tự nhiên có thùng có một trái vậy? Ông lửa phải không? Ủa, tôi nghe nhiều lắm mà ta, sao kỳ vậy? Rồi trời ơi, bên kia thấy nhiều hơn rồi. Ôi, bên kia thắng rồi. À, tôi nhớ tôi lắc cái thục nhiều trái lắm mà, sao kỳ vậy? Trời ơi, kỳ quá. Rồi, nhưng mà cũng được cộng điểm. Thôi, mình chuyển sang trò tiếp theo đi. Trò tiếp theo trò gì vậy? Trò ghép mảnh đó. Hai cái mảnh nó ghép khớp với nhau sẽ được một khối. Ô, vậy cũng dễ. Không dám đâu. Nó còn khó hơn ghép hình hồi nãy nữa, thấy chưa? Ông phải lắc sao cho nó khớp với nhau đó, thấy chưa? Trời ơi, tớp lắc tùm lum luôn kìa. Trời ơi, rồi khớp rồi đó. Nhìn cũng dễ hiểu mà, chơi thiệt luôn đi. Trời ơi, cho tôi tập chút xíu, thấy chưa? Cái miếng này nó khó hơn rồi đó. Rồi, bây giờ chơi thiệt nè. Từ, để tôi ghép thử đã. Trời ơi, rồi chơi thiệt. Tiến hành chơi thiệt nào. Ghép hình khớp lại. Rồi, bắt đầu ghép nè. Mình bên trái, rồi địch bên phải. Đi, cái miếng này dễ. Cái miếng này cũng dễ. Xoay. Xoay kìa, rồi khớp rồi, yeah, được một mảnh đầu tiên. Rồi, cái thứ hai. Ủa, hơi khó hơn hả? Hơi khó rồi. Cũng xong rồi, yeah, còn một miếng nữa thôi.
Ủa cái miếng này nó ngoằn nghèo nó khó ghê luôn á. Ủa kìa kìa kìa. Ủa sao cái miếng bên địch đó nó dễ không ta? Sao có nó dễ mình kỳ vậy? Ủa không khớp ta. Ủa tôi thấy hình như hai bên giống nhau rồi, bên kia thắng rồi. Ủa bên kia nó ghép lẹ hơn mình mới ghê chứ. Tôi thấy hai mảnh đầu nó ghép chậm lắm mà mảnh cuối lại ghép nhanh mới hên chứ. Ồ đúng là hên xui ha, không dám đâu, cũng nhờ tài lắc bên đó đó. Các bạn khán giả nhớ nhấn nút đăng ký màu đỏ bên dưới để theo dõi tập tiếp theo của chuyến tham gia công viên giải trí của Phượng Hoàng Ngũ Sắc và Khủng Long Con Vụng Về nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại.